Vaccine COVID-19 sẽ về Việt Nam trong tháng 2, ai được ưu tiên tiêm trước? Bộ Y tế vừa cho biết đã phê duyệt nhập khẩu có điều kiện vaccine ngừa COVID-19 do công ty AstraZeneca Đại học Oxford hợp tác sản xuất. Theo đó, hôm nay ngày 1 tháng 2, toàn bộ các thủ tục hành chính về việc nhập khẩu vaccine sẽ được hoàn tất. Số lượng về đợt đầu sẽ lớn hơn so với số dự kiến trước đây. Trước đây dự kiến về đợt đầu là 50.400 liều. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết đã có kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, những đối tượng có nguy cơ cao, tiếp xúc gần dễ lây sẽ ưu tiên trước. Được biết, nhóm nguy cơ cao như y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ biên phòng ở tuyến đầu sẽ là những người được xếp ưu tiên đầu tiên. Nguồn chi trả cho nhóm này sẽ là ngân sách nhà nước. Ngoài ra, những đối tượng khác có thể xã hội hóa, tức là họ có yêu cầu thì cũng có thể chích ngừa được nhưng sẽ ưu tiên các đối tượng có nguy cơ, người yếu thế trước. Song song đó, các đơn vị sẽ căn cứ vào nhu cầu của người dân để nhập khẩu và sản xuất vaccine đồng thời để đáp ứng đủ nhu cầu xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay. Theo thông tin mà phóng viên có được, giá vaccine mà công ty bán cho Việt Nam sẽ dưới 10 USD trên 2 mũi tiêm, theo nguyên tắc phi lợi nhuận. Dự kiến, vaccine này sẽ được nhập về Việt Nam trong tháng 2 năm 2021. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng chủ động, tích cực đàm phán với các hãng có vaccine đã được nhiều quốc gia phê duyệt là Pfizer, Moderna và một số nhà sản xuất khác để có thêm vaccine cho Việt Nam. Đối với vaccine Made in Vietnam, hiện còn 4 công ty đang nghiên cứu sản xuất vaccine ngừa COVID-19, hai trong số đó ở giai đoạn tiêm thử nghiệm trên người. Ngay sau Tết Nguyên đán, vaccine Nanocovax của công ty Nanogen sẽ thử nghiệm giai đoạn 2 trên 560 người tình nguyện. Nếu triển khai nhanh và được phê duyệt khẩn cấp, vaccine này có thể ra mắt vào giữa năm 2021. Khi đó, diện người được tiêm ngừa sẽ rộng hơn. Đáng kể là vaccine Covivac, sản phẩm hợp tác giữa Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Vaccine Sinh phẩm Y tế IVAC, Đại học Y Hà Nội và các tổ chức quốc tế, được phát triển trên biến chủng mới của SARS-CoV-2. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, đợt dịch lần này có mức độ lây nhiễm rất cao, chỉ sau một ngày đã có 82 trường hợp mắc mới và sau đó tiếp tục phát triển thêm trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Phân tích về nguyên nhân dẫn tới virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, hiện tình trạng nhập cảnh trái phép từ các nước đã được nâng lên mức độ cảnh giác cao nhất theo chỉ đạo của chính phủ, nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được. Thứ hai, các trang phục bảo hộ của nhân viên phục vụ tại cảng, cửa khẩu chưa thực hiện đúng theo quy định là yếu tố gây ra nguy cơ lây nhiễm từ hành khách mang virus đi từ các chuyến bay giải cứu về Việt Nam. Thứ ba, điều kiện đảm bảo an toàn trong khu cách ly và cơ sở tập trung được quản lý tốt, nhưng cũng có thể một ai đó lơ là trong khâu. Trong quá trình tiếp xúc người cách ly chưa phát hiện mắc bệnh nên sau đó lây ra cộng đồng. Vì thế, chúng ta phải hết sức cẩn thận, không được lơ là. Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, việc truy vết F0 là cần thiết. Nhưng kinh nghiệm từ Đà Nẵng cho thấy, dù chưa phát hiện F0 vẫn truy vết được. Do đó, ưu tiên đầu tiên thời điểm này là truy vết các trường hợp có tiếp xúc liên quan đến các bệnh nhân. Tại Quảng Ninh, không chỉ xét nghiệm cho F1, F2, F3 mà đã xét nghiệm lên tới F4, tức mở rộng cộng đồng thuộc diện nghi ngờ để làm xét nghiệm. Chúng ta có kinh nghiệm trong các dịch vụ gần đây, Bộ Y tế đã xây dựng các tiểu ban, trong đó có các tiểu ban hậu cần, đảm bảo từ giờ đến Tết mọi phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng, chuẩn bị cho tình huống có 10.000 người bị nhiễm trong nước. Chúng ta quyết tâm chặn được dịch trong vòng 10 ngày từ ngày 28 tháng 1. Đến 25 Tết, có thể nỗ lực khống chế, kiểm soát được hai ổ dịch này, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh. Trước đó, vào chiều tối ngày 31 tháng 1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thành phố Chí Linh, Hải Dương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Tại thành phố Chí Linh, Hải Dương, Phó Thủ tướng đã kiểm tra chốt kiểm soát dịch bệnh trên quốc lộ 37 qua Chí Linh, cơ sở xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hải Dương và đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y tế Kỹ thuật Hải Dương. Theo lãnh đạo tỉnh, sau 4 ngày dồn sức triển khai quyết liệt, đến nay cơ bản, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Trên toàn tỉnh có 45 điểm cách ly, phong tỏa có quy mô chủ yếu dưới phạm vi một xã, từ vài hộ gia đình đến cấp thôn, khoảng 6 đến 7 xã cách ly toàn bộ và thành phố Chí Linh. Tiến độ lấy mẫu hàng ngày của tỉnh Hải Dương tăng dần từ mức khoảng 5.000 mẫu đến nay đạt khoảng 7.000 mẫu. Dự kiến sau khi lắp đặt thêm các máy xét nghiệm, năng lực xét nghiệm tại chỗ của Hải Dương có thể đạt 10.000 mẫu một ngày, đáp ứng được tốc độ lấy mẫu xét nghiệm hiện nay. Lãnh đạo CDC Hải Dương cho biết, với tốc độ lấy mẫu, truy vết, khoanh vùng như hiện nay, sau 10 ngày có thể kiểm soát khoảng 80%. Nêu ý kiến tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, chuẩn xác ngay từ đầu của Hải Dương, sự đồng lòng của nhân dân và chi viện lực lượng từ Trung ương, đến hôm nay có thể khẳng định tâm dịch ở đây cơ bản được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, biến thể mới của virus lan rất nhanh, người dân giao lưu đi lại nhiều, không chỉ ở trong tỉnh Hải Dương mà khắp nơi. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, nhất định không được nới lỏng.